gì hả? Nổ. Nổ. Đấy, chạy đi, chạy đi. Cuốn quả nó lên, nó chạy. Ngày 22 tháng 2 năm 2024, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp các cơ quan liên quan, thống kê thiệt hại, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại xã Nha Bích, thị xã Trân Thành. Vụ cháy khiến khu vực nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông của một công ty sản xuất bao bì bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 2, người dân tại ấp 1, xã Nha Bích nghe những tiếng nổ lớn phát ra từ công ty sản xuất bao bì bút xốp gần đó. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm gần như toàn bộ khu vực nhà xưởng của công ty. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 8 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp công an địa phương triển khai các phương án chữa cháy. Do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 0 giờ ngày 22 tháng 2, ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi gần như hoàn toàn nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông của công ty. Ước tính thiệt hại rất nặng nề. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.